cô giáo ma phần cuối kiểu. Cô Kiều kìa. Cô Kiều. À không, không phải cô Kiều, mà là cô Ánh. Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Hả? Sao em lại biết? Bạn Mai đã kể cho tụi em nghe tất cả mọi chuyện rồi. Mai. Thật ra cô Kiều đang bị một hồn ma nhập vào đó. Cái hồn ma đó cũng là của một cô giáo luôn. Cô giáo có tướng mạo giống như na ná cô Kiều vậy đó. Tên đầy đủ của cô giáo đó là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Cô giáo đó mất trước tôi lâu lắm. Cái ngôi trường mà các bạn đang học hiện tại á, hồi xưa nó làm bằng gỗ bằng cây nha, không phải là bằng gạch đá xi măng như bây giờ đâu. Hồi đó nó làm bằng gỗ bằng cây cho nên nó xảy ra một vụ cháy, một vụ hỏa hoạn lớn lắm. Học sinh này kia hả, thiệt mạng cũng nhiều nữa. Nhưng mà được cái nha, lúc đó cô Ánh á, dũng cảm lắm, nhảy vô biển lửa nha, cứu được rất là nhiều học sinh luôn đó. Nhưng mà buồn thay á, là cô Ánh không cứu được chính mình. Cô Ánh mất luôn trong vụ hỏa hoạn đó. Xong rồi cô Ánh trở thành một hồn ma dấp dưỡng trong trường tới bây giờ đó. Nhưng mà được cái nha, cô Ánh tốt lắm á. Cô Ánh lúc nào cũng bảo bọc che chở cho mấy hồn ma học sinh trong trường á. Nhất là tôi nè, lúc nào cũng được cô Ánh thương yêu hết trơn á. Nhưng mà không hiểu sao á, cô Ánh tự nhiên nhập vô cô Kiều, xong cái cô Ánh thay đổi hết trơn à. Tôi cũng khuyên nhiều lần mà cô Ánh dặn á, là không có được nói cho ai biết, không được tiết lộ bất cứ gì hết trơn á. Cô Ánh tự nhiên giữ lên, cái tôi sợ lắm nên tôi không dám nói cho mấy bạn là vậy đó. Cô Kiều. Không sao đâu Ngọc, cô Kiều chỉ bị xỉu chút xíu thôi, không sao đâu. Em xin lỗi cô Ánh. Rồi bây giờ tụi em muốn gì? Cô Ánh, em biết cô không phải là người như vậy. Cô từng là một người rất tốt, là một giáo viên như người mẹ hiền mà người ta hay nói vậy đó. Năm đó trường cháy hỏa hoạn lớn, cô xả thân nhảy vào biển lửa cứu rất nhiều học sinh mà. Tại sao cô bây giờ trở thành một hồn ma? Cô lại nhập vào cô Kiều, hãm hại người khác, khiến cho tụi em phải khiếp sợ. Tại sao vậy cô? Đúng rồi đó cô Ánh ơi, bây giờ ngay cả em là ma em nhìn cô em cũng sợ đó. Cô thật là tệ quá, cô xin lỗi tụi em nhiều nha. Cũng chỉ vì năm đó cô chứng kiến cảnh Mai bị ông bảo vệ làm những hành động xấu xa trong nhà vệ sinh nữ. Lúc đó cô đứng một bên luôn á tụi em, cô chứng kiến tất cả luôn. Cô tức lắm, cô muốn tới giúp Mai hoặc là kêu người, có thể là đánh luôn ông bảo vệ cũng được nữa để bảo vệ cho Mai. Nhưng mà cô không có làm được. Lúc đó cô chỉ là một hồn ma thôi, cô không thể nào tác động được thế giới thực. Cho nên cô ôm hận trong lòng, cô tức bản thân mình vì đã không giúp Mai. Cho tới sau này, cô Kiều á, cô chuyển vào trường mình, cô thấy cô Kiều cùng tần số cùng mạng với cô, cho nên cô thử nhập vô cô Kiều để bảo vệ tất cả các em học sinh trong trường này khỏi những điều xấu xa. Nhưng mà không ngờ những điều cô làm nó lại tồi tệ đến mức độ như vậy. Tụi em hiểu rồi, hơn ai hết, tụi em biết là cô có một tấm lòng dị tha, bao dung rất lớn, yêu thương học sinh hết mực nữa. Nhưng mà cô à, song song đó, cô lại trỗi dậy một lòng hận thù. Nó đã khiến cô tha hóa như bây giờ rồi đó. Cô nhìn lại những gì mình đã làm đi. Cô đã làm hại cô Kiều như thế này nè, rồi làm tụi em khiếp sợ nữa. Điều tốt nhất bây giờ là cô nên siêu thoát đi. Đúng rồi đó cô. Bây giờ cô đã nhận ra tất cả lỗi lầm của mình rồi. Mai, cô xin lỗi Mai một lần nữa nha. Năm đó cô chứng kiến cảnh đó nhưng mà cô không có giúp Mai được. Không có gì đâu cô, cái chuyện đó đâu phải lỗi tại cô đâu. Mà cũng đâu có ai muốn chuyện đó xảy ra đâu. Vậy là cô đã an lòng rồi. Nhớ, hứa với cô, ở lại học giỏi và ngoan ngoãn biết chưa? Dạ, tụi em hứa mà. Dạ, tụi con biết rồi cô. Có tiếng gọi, chắc là tới lúc cô phải đi rồi tụi em à. Một lần nữa cô xin lỗi tất cả mấy đứa vì những gì cô đã gây ra nha. Đồng thời cảm ơn mấy đứa đã giúp cô nhận ra nhiều thứ. Cô đi nha. Tạm biệt cô Ánh nha. Ê tụi bay, nhiều bà cô Kiều xuống học y tế liền đi. Để ba nằm đó hoài tội nghiệp bả. Đi. Đúng rồi đó, lẹ lên. Rồi, lẹ lên đi. Mở tung cửa sổ đón anh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tường. Trời ơi, tao lại hai đứa mày luôn á, tao học bài cũng không yên nữa. Rồi còn con Ngọc nữa nghe, bữa nay có kiểm tra một tiếng đó mà mày không học bài, đứng đó mày hát hò với con Mai hoài đi. Ba ba, ba ba, trời ơi, hết hồn. Con hứa hết hồn. Ủa, cô Kiều mà, trời ơi cô, tự nhiên cô hồn thế em vậy? Ủa, cô Kiều hả? Trời ơi má ơi, tao là ma chứ tao cũng muốn rớt con diêm qua mày luôn á. Còn nói nữa hả, hai đứa tụi em đó đánh trống vô lớp rồi kìa, còn đứng đây nói chuyện cười giỡn hát hò vui quá ha. Đi vô lớp đè lên đây. Ủa sao cô đếm có mình với thằng Toàn là hai đứa vậy? Ủa còn Mai nữa mà. Bà cô mới thấy mày với thằng Toàn là hai đứa là đúng rồi, mà đâu có thấy tao đâu, chỉ có hai đứa mày là thấy được tao thôi. Ha, tao quên. Ok, đi vô lớp nè, đi Mai. Yeah, đi học thôi. Ải cả trường thiệt chứ. Trời ơi, phải chơi lắm mới biết rồi.